trong thế giới tương lai, khoa học công nghệ vô cùng tiên tiến. Nhưng ngược lại thì hệ sinh thái của trái đất hư hỏng nặng, bầu không khí bị ô nhiễm khắp mọi nơi trên trái đất. Những loài cây kinh dị được sinh ra do ô nhiễm môi trường. Dân cư cũng trở nên phân tầng lớp một cách rõ ràng vào lúc này. Người giàu sẽ dùng công nghệ cao cấp để xây lên những lâu đài trú ngụ, được bảo vệ khỏi môi trường bên ngoài bằng lá chắn năng lượng. Còn những người dưới cùng bên ngoài lâu đài thì phải đối mặt với cái chết mỗi ngày. Cha của Violet đã từng là một người bảo vệ lâu đài, nhưng vì chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ mà khiến ông bị trục xuất khỏi đó. Bây giờ ông ấy bị liệt trên giường và không thể nói được. Cách duy nhất giao tiếp với con gái là dùng sóng não được truyền qua robot. Còn thức ăn dinh dưỡng nhất lúc này là từ những con côn trùng. Violet mỗi ngày đều cùng con robot của mình ra ngoài tìm thức ăn. Hôm nay họ tìm đến một đầm lầy, rồi mò mẫm trong bùn tìm kiếm gì đó. Sau một lú thì đã có bữa trưa hôm nay. Rồi cô ấy khéo léo tránh khỏi những cây đột biến. Trở về, Violet nhanh chóng vào bếp chế biến thức ăn. Sau đó bỏ vào túi dinh dưỡng của bố. Rồi dùng ống thông qua ổ bụng đưa đồ ăn vào trong dạ dày cha cô. Sau đó là dùng tay bóp tạo lực đẩy vào trong. Xong việc, cô ấy lại cùng robot đi ra ngoài để tiếp tục nghiên cứu hạt giống cây trồng bình thường, để hy vọng sẽ đủ điều kiện vào được lâu đài. Lúc này Violet ném những con giun vào chai thí nghiệm. Bất ngờ bên ngoài có một chuyển động lớn, nên Violet ngay lập tức thu dọn đồ đạc và đi kiểm tra. Cô yêu cầu robot quan sát trước thì phát hiện ra một kẻ lạ mặt. Có vẻ người này cũng là cư dân bên ngoài thành phố. Thì ra người này đang làm một nhiệm vụ, là tìm rác ngoài thành phố về cho những người giàu trong lâu đài. Sau khi hai người nhìn nhau, Violet liền quay lại và rời đi. Khi cô về tới cửa nhà, thì thấy tất cả các thực vật đột biến ở ngoài cửa đã chết. Vi khuẩn nhiên liệu bị cũng đã đánh cắp, ngay cả máy phát điện cũng bị hỏng nặng. Cả máy hỗ trợ sự sống của cha cô cũng gặp trục trặc. Thậm chí con robot của cô cũng tắt nguồn vào thời điểm này. Chú của Violet, Jonas, là lãnh đạo của khu vực này. Ông thường xuyên thỏa thuận với những người trong lâu đài. Lúc này thì Violet cũng đã tìm đến đây. Cô thấy một cậu nhóc đang được ông đưa cho một con dao và yêu cầu cậu ta giết một người nhân tạo. Nhưng cậu bé đã nghe thấy tiếng sợ hãi của người nhân tạo nên đã không thể làm điều đó. Jonas nói nó không phải con người nên sẽ không có cảm giác. Nó là một sản phẩm của phòng thí nghiệm. Ngay sau đó cậu bé xuống tay với nó. Sau đó Violet giải thích ý định của mình. Cô muốn đổi máu lấy hạt giống và nhiên liệu. Trong lúc lấy máu, Jonas nói với Violet, hãy tìm cách vào được những lâu đài đó. Nhưng cô hỏi còn cha mình thì sao? Jonas nói ông sẽ chăm sóc cho cha cô. Nhưng Violet không đồng ý, vì cô tin rằng mình có kỹ năng và khả năng học hỏi nhanh chóng. Một ngày nào đó cô sẽ ra ngoài và sống một mình. Lúc này Jonas nói phải mất 2 ngày để giao dịch với lâu đài. Nhưng cơ thể của cha cô không có năng lượng, thì không thể kéo dài đến lúc đó. Thế là Violet vội vàng muốn lấy lại túi máu mình. Kết quả là bị Jonas ôm cả người ra khỏi cửa. Sau đó để cứu cha mình, Violet quyết định ăn cắp năng lượng. Trên đường đến kho chứa hạt giống, cô vô tình nhìn thấy một người nhân tạo đang bị giết lấy máu, nên đã hốt hoảng quay đầu bỏ chạy. Sau khi đến kho cậu bé làm việc cho Jonas quyết định sẽ giúp cô. Cậu sẽ canh bên ngoài cửa, còn Violet sẽ lấy trộm ít hạt và nhiên liệu vi khuẩn. Với nhiên liệu vi khuẩn thì máy hỗ trợ của cha cô đã bình thường trở lại. Nhưng lúc này ông biết được Violet đã đánh cắp những hạt giống, nên đã rất tức giận yêu cầu Violet trả lại hạt giống và xin lỗi. Nếu không khi Jonas biết chuyện, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên Violet nói sẽ không dễ gì cô sẽ thực hiện như vậy. Cô ấy nghĩ đó chính là điểm yếu của cha mình. Đó là lý do tại sao họ phải chịu một cuộc sống như ngày hôm nay. Lúc này Violet nhìn thấy một người phụ nữ hôn mê bên ngoài. Khi tiến lại gần thì những gốc cây gần đó đang hút máu cô ấy. Thế là Violet quyết định đưa người về nhà điều trị. Không mất nhiều thời gian thì người phụ nữ đã tỉnh lại. Khi cô ấy đang ở trong phòng ngủ, thì nghe lỏm được cuộc trò chuyện của Violet với cha mình. Có vẻ như giữa họ lại xảy ra chuyện bất đồng. Lúc này người phụ nữ hơi sợ hãi. Nhân lúc hai người không chú ý đã lấy trộm con dao trên bàn. Nhưng vì vết thương ở chân đã làm cô ấy ngã sấp mặt. Violet nghe thấy tiếng động, đã nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ để kiểm tra. Lúc này người phụ nữ nói với Violet, tên tôi là Aza, là một công dân của lâu đài. Chiếc phi thuyền mà cô ấy và cha cô ấy bay đã xảy ra sự cố và bị rơi trong rừng. Nên Aza đã hy vọng Violet có thể giúp cô ấy tìm thấy cha mình. Nếu nó có thể giúp Violet sẽ được thưởng xứng đáng. Nghe vậy Violet đã quyết định giúp đỡ. Cô coi như đây sẽ là một cơ hội để vào lâu đài của mình. Tối đó Violet đã nấu cháo bọ để đãi Aza. Nhưng khi nhìn thứ kinh tởm như vậy đã khiến Aza đứng hình mất 5 giây. Lúc này Aza nói cha mình là một nhân vật quan trọng trong lâu đài. Ông ấy có thể giúp cả hai cha con Violet trở lại lâu đài. Nhưng đúng lúc này cha của Violet lên cơn co giật. Aza đành dùng sức mạnh của mình bước lên giúp ông ta thoát khỏi cơn nguy kịch. Có vẻ như hoạt động này đã khiến cô tiêu tốn khá nhiều sức lực. Sáng hôm sau Violet cùng con robot bắt đầu đi vào rừng tìm cha của Aza. Rất nhanh chóng cô đã tìm thấy hiện trường vụ tai nạn. Trong chiếc phi thuyền bị hỏng cô nhìn thấy một ông già. Nhưng tại thời điểm này Jonas bỗng xuất hiện. Ông ta mở cánh cửa ra và thắc mắc, tại sao lâu đài không gửi ai đến giải cứu ông ta chứ? Người trong lâu đài tại sao lại muốn đổi lấy máu của trẻ em? Cha của Aza lúc này trả lời một cách mơ hồ, khiến cho Jonas không thể nghe rõ được câu trả lời, liền tức giận bịt miệng ông già. Thấy vậy Violet liền lao tới để chặn, nhưng với sức lực yếu ớt của mình thì Violet không phải là đối thủ của Jonas.
Ông ta còn nhấn mạnh cô vào phi thuyền để chứng kiến cha của Aza dần dần tắt thở. Ngay sau đó Violet đã gục xuống đất đầy tuyệt vọng. Vì không thể cứu được ông già của Aza, đồng nghĩa với hy vọng được sống trong lâu đài của cô đã tan thành mây khói. Lúc này Jonas đã nhận thấy điều gì đó không ổn với cô ấy. Ông ta thắc mắc vì sao Violet lại muốn cứu người đàn ông này. Rồi mò thử bên trong phi thuyền thì tìm thấy phần còn lại của quần áo Aza bên trong. Ông ta lập tức suy luận rằng còn có một người khác. Tối đó khi trở về nhà, Violet đã che giấu tin tức về cái chết của cha Aza và nói rằng cô không tìm thấy phi thuyền đâu cả. Lúc này Violet phát hiện ra rằng chân của Aza đã được chữa lành. Khả năng tự chữa lành này khiến cô vô cùng sốc. Vì cha của Aza đã chết nên muốn vào lâu đài thì phải thay đổi phương pháp. Sau đó Violet đưa Aza đến phòng thí nghiệm của cô ấy. Khi đến phòng thí nghiệm, Aza rất sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Violet đã sử dụng công nghệ sinh tổng hợp tạo ra rất nhiều sinh vật được nhân giống ở đây, và thực vật ở đây không quá hung dữ như ngoài tự nhiên. Điều này làm cho Aza rất kinh ngạc và nói rằng cô ấy nhất định phải cho cha mình thấy được. Nghe vậy Violet cảm thấy rất có lỗi mà không dám trả lời. Khi trở về, Aza đã hỏi Violet mẹ cô ấy đã đi đâu. Cô ấy nói với Aza rằng mẹ cô đã bỏ đi không bao giờ quay lại. Aza an ủi cô ấy nếu có một sự lựa chọn thì cô ấy sẽ không bao giờ rời xa mẹ. Và Aza thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy mẹ ruột của mình. Trước sự đồng cảm đó thì tình cảm hai người cũng trở nên gần gũi hơn. Aza nói với Violet về Castle, rồi là những con vật và thói quen của chúng. Nhưng bầu không khí nhanh chóng bị phá vỡ bởi Violet, vì cô ấy hỏi Aza tại sao lâu đài quá ác ý với những người bên ngoài vậy. Aza giải thích vì không có đủ tài nguyên trong lâu đài. Câu trả lời này làm cho Violet rất khó hiểu. Violet hỏi tiếp tại sao tạo ra con người nhân tạo, thay vì là người bên ngoài vẫn có thể thay thế họ. Lần này câu trả lời của Aza khiến Violet dần hiểu. Vì con người không hề ngoan ngoãn như một con người nhân tạo. Ngày hôm sau Violet cùng với robot tìm đến trang trại của Jonas để tìm bộ thu phát ông ta lấy ở phi thuyền. Cô để con robot đi trước xem tình hình. Nhưng đợi cả một lúc lâu con robot vẫn không quay lại. Violet quyết định mạo hiểm đi vào thì chạm mặt Jonas. Con robot lúc này cũng rơi vào tay của ông ta. Hóa ra Jonas biết cô ấy đã lấy trộm hạt giống. Ông ta đe dọa Violet và tỏ ra mất kiên nhẫn với cô. Nhân lúc Jonas mất cảnh giác, cô đã lấy lại con robot chạy khỏi đó. Khi tới cánh rừng thì có vấn đề với hệ thống cân bằng của con robot. Khi Violet đuổi theo nơi robot rơi xuống thì cô tìm thấy xác của cậu bé đã làm việc cho Jonas. Violet nhận ra vì để cô ấy vào nhà kho một cách bí mật mà cậu ta mới bị Jonas sát hại. Lúc này người của Jonas bắt kịp. Violet nhanh chóng ôm con robot chạy trốn, nhưng không được bao xa đã bị bắt. Vì không thể chống trả được nên cô đã bị đóng dấu nô lệ lên người. Lúc này Violet trở về nhà trong tâm trạng vô cùng suy sụp. Con robot có vẻ đã hỏng hẳn và không thể sửa nó. Trong cơn bất lực, cô chỉ biết ôm lấy Aza khóc nức nở. Aza liền nhanh chóng an ủi cô ấy. Chỉ cần tìm được cha cô ấy thì mọi thứ đều có thể được giải quyết. Lúc này Violet không thể che giấu thêm được nữa, nên cô đã nói với Aza về cái chết của cha cô ấy. Sau đó hai người tìm thấy xác chết của cha Aza trong rừng. Lúc này Aza đã vô cùng suy sụp và khóc nức nở. Khi Violet kéo cô ấy ra khỏi hồ nước thì tình cờ phát hiện Aza có một vết rạch ở sau cổ. Violet dùng tay chạm vào thì có những tế bào đi ra khỏi chỗ đó. Có vẻ đây chính là dấu hiệu của con người nhân tạo. Hóa ra Aza cũng đã nói dối Violet. Vì cô ấy là một thế hệ người nhân tạo mới và có trí tuệ độc lập, nên lâu đài đã không cho phép sự tồn tại của cô ấy. Dẫn đến việc cha Aza trốn thoát với cô. Cuộc rượt đuổi đã xảy ra trục trặc giữa chừng nên đã dẫn đến tai nạn. Điều này có nghĩa cô ấy không thể đưa Violet và những người khác trở lại lâu đài. Biết được sự thật, hy vọng của Violet đã hoàn toàn tan vỡ. Cô tức giận đẩy Aza xuống và liên tục ném đất vào cô ấy. Khi trở về đã yêu cầu Aza thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây. Sau đó đi vào bên trong và cố sửa chữa lại con robot. Cuối cùng cũng thành công và cô kết nối lại được với cha mình. Violet nói với cha cô là sẽ sử dụng thông tin của Aza để đổi lại sự an toàn của gia đình trước Jonas. Nhưng cha cô đã an ủi cô đừng quá khắt khe với Aza. Jagger sẽ tuân theo sự sắp xếp của chủ nhân nên cô ấy không có sự lựa chọn. Bên này Aza không thể đối mặt với cái chết của cha mình nên đã quyết định tự sát. Nhưng điểm chết người của con người nhân tạo nằm ở phía sau, nên cô ấy không thể tự kết liễu cuộc sống của mình lúc này. Ngay sau đó Violet đã phát hiện ra hành động của Aza, nên đã nhanh chóng ngăn cô ấy lại. Sau đó là an ủi Aza đừng bỏ cuộc khi gặp chút trở ngại. Lời khích lệ này đã chạm đến trái tim của Aza, cổ vũ cô ấy một lần nữa. Đồng thời Violet nhận thấy khả năng phục hồi của Aza rất mạnh. Chiết xuất các thành phần tế bào của Aza đang cố gắng kết hợp với tế bào thực vật. Nó có thể được tìm thấy sau khi thử nghiệm. Tuy nhiên thông tin DNA được mã hóa và không thể giải mã được. Lúc này Aza nhìn Violet nghiêm túc nói về cuộc sống của cô trong phòng thí nghiệm với cha cô ấy. Trong quá khứ cha của Aza đã rất mệt mỏi khi làm thí nghiệm, nên cô ấy sẽ chơi đàn để giúp cha cô ấy dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Nói xong Aza gảy đàn thì một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Bí ẩn về ADN đã tự động mở khóa bằng âm thanh của tiếng đàn. Sau đó Violet tìm thấy các phương pháp cho phép hạt giống duy trì khả năng sinh sản của chúng. Cha của Violet cũng rất hạnh phúc, vì đây sẽ là cơ hội để họ có thể vào lâu đài. Nhưng ngày hôm sau Jonas tìm đến và yêu cầu Aza đi theo ông ta. Nếu không cha của Violet sẽ phải chết. Không còn lựa chọn nên Aza đã phải đồng ý.
Ngay sau đó Jonas phát hiện ra một vết rạch trên lưng cô ấy. May mắn thay Violet vội vã quay lại và tấn công Jonas bằng một con dao. Cô và Aja hợp tác với nhau và cuối cùng đâm vào tay phải của Jonas bằng một con dao. Nhưng họ không giết Jonas vì Violet muốn sử dụng công nghệ sinh sản thực vật để đổi lấy tất cả hạt giống trong tay của Jonas. Nhưng không ngờ khi trở về Jonas đã thông báo cho lâu đài. Ngay sau đó một loại vi khuẩn màu vàng lây lan khắp nhà của Violet. Cô dùng chổi lau nhà cố quét đi nhưng không hề hiệu quả. Ngay khi đám vi khuẩn tiếp cận Violet thì lập tức dừng lại. Và sau đó chúng đã đồng loạt biến thành làn khói độc. Lúc này quân đội của lâu đài đã tìm đến bên ngoài. Và để ngăn chặn bí mật hạt giống bị dò dỉ, thì Jonas đã lập tức bị thủ tiêu sau đó. Bên này thì nhà của Violet cũng bị đốt cháy mà họ chưa kịp đưa cha cô ấy ra ngoài. Aja đã kịp ngăn cô ấy quay lại và cùng nhau chạy trốn vào rừng. Đám lính đuổi theo nhưng không biết được thói quen sinh vật tại đây, mà đã bị một đàn đom đóm tấn công. Lúc này Violet giật mình trước một bông hoa trước mặt, nên tên lính bên này đã nghe thấy động tĩnh phát ra. Thấy vậy Aja bước ra để giả vờ đầu hàng. Nhân lúc hắn mất cảnh giác, Violet liền lao tới tấn công. Tuy nhiên cô đã lập tức bị ăn một đạp. Nhưng đúng lúc này Violet đã kích hoạt đàn đom đóm phi tới tấn công hắn ta. Sau đó hai người đã tạm thời được an toàn. Nhưng cứ chạy trốn không phải là cách, vì Aja biết người lâu đài không bao giờ dừng lại khi bắt được cô ấy. Nên để đảm bảo Violet được an toàn thì cô ấy đã quyết định hy sinh mình và nhanh chóng để binh lính lâu đài bắt giữ. Sáng hôm sau Violet quay trở lại ngôi nhà của mình, rồi gieo những hạt giống còn lại trong phòng thí nghiệm xuống đất. Sau đó là đi bộ tới rìa thành phố, tìm những trẻ em tị nạn không còn nơi nào để đi, để cùng nhau tiếp tục hành trình. Không bao lâu thì họ đến căn cứ của nhóm người tị nạn. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt lúc này, thì Violet cũng đã biết được họ nhặt sắt vụn mỗi ngày để làm gì. Sau đó cô leo lên ngọn tháp ngắm nhìn bầu trời một cách xa xăm. Violet nhận ra tại đây cũng không đến mức quá tệ so với lâu đài là mấy. Sau đó là giải hết những hạt giống còn lại xuống mảnh đất này. Vậy là bộ phim hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Nếu thấy video này hay thì đừng quên để lại cho bố một đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất.